Chào, what's up? Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với Cá Heo nè. Và mình là Cá Heo. Anh em thân mến, thì hôm nay sẽ là một đội hình là rất là quen thuộc nhưng mà cũng rất là máu lửa và mới mẻ. Bởi vì chúng ta đã xuất hiện gọi là đội hình Yoggle, nhưng mà Cá Heo đã chơi ra được con Vega luôn nha mọi người. Và định nói gì ta? Ở những cái đội hình Yoggle trước á, thì chơi chưa có ra Vega, nhưng mà nó đã top 1 rồi. Và đội hình hôm nay thì gặp phải cái đội hình đang rất là hot và thịnh hành hiện nay, đó chính là đội hình chó gát 3 sao trâu bò. Và nó bỏ đâu bỏ đồ vô phải nói là cực kỳ trâu bò luôn. Và cái đội hình chó gát trâu bò hôm nay sẽ bị gọi là nhân tố vàng ẩn danh là hôm nay mới nhú, đó chính là Ziggs nha mọi người. Ziggs nó ném chọi súc quần luôn. Ok, mọi người cùng theo dõi và có mọi người có comment hay là có cảm thấy như thế nào thì comment bên dưới cho Cá Heo biết luôn nha. Hoặc là mọi người đang muốn Cá Heo chơi thử đội hình nào cho mọi người xem thì cũng comment bên dưới luôn. Ok, còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi cái trận chiến 40 phút cực kỳ căng thẳng hôm nay. À, và thường thì Cá Heo up video Cá Heo sẽ tua. Tại vì trên YouTube thì nó sẽ có cái phần làm chậm video á, cho nên là up như vậy nén video lại cho nó ngắn, up lên cho nó nhanh nha mọi người. Đấy, các bạn có thể làm chậm để xem cái quá trình Cá Heo tìm tướng, quay tướng, tích tiền hay là lên đồ vậy đó. Rồi mọi ý kiến, thắc mắc hoặc là đóng góp các bạn comment bên dưới video cho Cá Heo luôn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Love you.